Trong ẩm thực đường phố Việt Nam có một gia vị chỉ được mang kèm và nó luôn coi là một cái món ăn kèm thôi, nhưng khi được kết hợp với một số món ăn đường phố và một số món ăn được bạn bè biết đến thì nó lại tạo lên được một hương vị rất là đặc trưng riêng. Đây chính là món tỏi ngâm giấm, tỏi ớt ngâm giấm. Thì cái món này ấy thì ở ngoài Bắc rất là phổ biến trong các quán bình dân. Thì nguyên liệu gồm có tỏi, ớt và giấm, đường, muối, những gia vị rất là thân thuộc nhưng mà nó tạo lên được một hương vị rất là đặc trưng riêng. Thì Lai Đức sẽ chia sẻ mọi người cách làm tỏi giấm làm sao cho ngon, cho đúng cách và chuẩn vị nhà hàng nha. Cuối video mình cũng sẽ hướng dẫn với các bạn một món ăn rất chi là ngon. Thì các bạn xem hết video để xem cái món ăn gì mà kết hợp với tỏi giấm nha. Muốn món tỏi giấm của các bạn là thành công, đẹp mắt và giòn, ngon thì mọi người lên thái tỏi, chuẩn bị tỏi tươi nha. Thì mọi người thái bóc, Đức thì làm nhiều nên Đức cho máy xay. Thì hôm qua Đức có nhờ thấy em xay thì Đức cũng bận, Đức không có quay được. Thì mọi người cũng cứ bóc tỏi rồi đem xay, sau đó là pha cho Đức một chút nước, rồi là cho thêm đường giấm và chút muối. Mọi người ngâm cho Đức khoảng từ 1 đến 2 tiếng để cho nó ra hết cái dựa giấm nha. Thì sau khi mọi người ngâm xong thì mọi người có thể vớt ra và rửa sạch lại, rồi mọi người để cho ráo nước nha. Thì nếu mà mọi người làm ít ấy, thì mọi người chỉ cần để phơi cho nó ráo nước hoặc là lau cho lấy giấy thấm qua đây cho nó khô 5-10 phút là mọi người có thể pha nước giấm để đổ vào ngâm. Còn Đức thì làm với số lượng nhiều ấy, 5 cân nên là sẽ hợp với các bạn làm nhà hàng. Thì Đức sẽ sau khi rửa sạch đấy, Đức sẽ cho vào rổ và để ráo nước và vứt vào ngăn mát tủ lạnh để qua một đêm nha. Thì hôm sau Đức mới pha giấm để ngâm. Thì cái công thức nước giấm Đức sẽ để trên màn hình nha. Thì cái nước giấm này thì chỉ có bao gồm là đường và giấm thôi. Thì Đức theo pha theo tỷ lệ là 1 cân đường và 1 cân giấm. Thì Đức cái ca của Đức ấy thì nó có tỷ lệ là lít, thì Đức sẽ pha là 1 lít giấm và 1 lít đường, kèm theo đó là 1,5 lít nước và khoảng 3 thìa muối, 3 thìa ăn phở đấy, muối. Thì mọi người nếu mà pha ít thì mọi người cứ chia theo tỷ lệ là cốc hoặc là bát con đấy, thì là mọi người sẽ chia được ra cái tỷ lệ như thế. Thì là cứ một giấm này, một đường này và 1/5, 1/2 nước đấy. Nếu mà mọi người pha ít thì mọi người cứ chia ra, Đức pha theo lít thì Đức là 3 thìa muối, còn mọi người đấy có thể cho pha ít thì có thể cho 1 thìa. Mọi người thấy Đức đang thái chuẩn bị sơ chế bò thì mọi người có đoán được là Đức đang làm cái món gì để kết hợp với cái gia vị ăn kèm là tỏi giấm không? Thì Đức xin chia sẻ đây là cái món bò sốt vang. Thì bò sốt vang thì nhà hàng Đức bán thì có thể là ăn kèm là bánh mì sốt vang hoặc là cơm sốt vang hoặc là bún phở sốt vang nha. Thì mỗi khi tỏi giấm mọi người có thể cho vào bò sốt vang thì nó rất là ngon luôn, nó sẽ tạo lên một cái hương vị rất là tuyệt vời. Thì Đức sẽ hướng dẫn mọi người cách làm bò sốt vang nha. Thì mọi người có thể biến tấu đi để cho nó thành phù hợp với việc mình ăn kèm với cái gì, bánh mì, bún phở hay hoặc là ăn mấy cơm. Thì Đức đang làm là để ăn mấy bánh mì nha, với và cơm. Thì cái nguyên liệu bò Đức chọn là lạm bò nha. Thì lạm bò mọi người mua về thì mọi người sơ chế và cắt cái miếng to bản một chút, khoảng 2 đầu ngón tay. Thì Đức có thói quen là hay kiểm tra thịt bằng việc ngửi, mặc dù mình mua bò tươi nhưng mình vẫn cứ hay kiểm tra để xem nó có bị hôi không, và những cái phần mà đôi khi là con bò con lợn đấy nó có những cái cục hạch thì mình phải loại trừ nó ra để đỡ làm hỏng cái lồi thức ăn của mình nha. Thì sau khi mình sơ chế xong hết bò thì mình đem qua trần. Thì Đức thường được cái nước trần đấy thì mình chỉ cần vớt chút hành tây, chút gừng vào là mình trần được thôi, gần như là khử mùi tanh mà. Thì vì những cái mùi hôi của bò đấy mình cũng đã sơ chế qua để bỏ đi rồi, và mình chỉ cần trần qua cho nó hết cái bọt. Sau khi mình trần bò thì mình thấy bọt nổi lên nhiều và bò nó đã săn lại, thì
Mình vớt hết ra để mình rửa qua nước lạnh. Thì mình rửa sạch sẽ bò rồi chúng ta sẽ cho lên xào lăn nha. Món bò sốt vang thì Đức có sử dụng hương liệu là hoa hồi thảo quả và đinh hương và một chút lá nguyệt quế nữa. Thì mọi người có thể đôi khi là mua không đủ được vị ấy, thì mọi người cố gắng mua được hoa hồi thảo quả với lại quế. Còn đâu mọi người mà mua được lá nguyệt quế với lại đinh hương thì nó sẽ đủ vị hơn. Thì khi những cái gia vị đó thì mọi người lên xào qua hoặc là nướng qua để cho nó thơm hơn một chút nha, để nó kích mùi thơm đấy. Thì mọi người chuẩn bị một cái lồi và đun nước nóng sẵn lên, rồi mọi người tiến hành xào săn thịt nha. Thì mình khi xào đấy thì mình cũng nên cho gia vị mắm muối rồi là tiêu để cho nó ngấm vào thịt và nó săn thịt lại. Thì khi nước sôi đấy, mọi người vét hết những cái nguyên liệu mình xào đấy rồi vớt bọt sạch sẽ đi, sau đó là bắt đầu mình sẽ nêm lại gia vị nha. Gia vị thì mình cũng sử dụng muối mì chính và đường hạt nêm và một chút nước mắm, thì mọi người có thể lên theo vùng miền nha. Thì Đức có sử dụng vào đây nữa là rượu vang, thì mình nấu một cái lồi này là lồi 20 lít thì mình dùng nửa lít rượu vang. Mình thì tạo màu cho cái món sốt vang này thì bằng hạt điều màu nha. Thì hạt điều màu mình mua dạng bột thì mình pha với nước rồi là mình đổ vào, bao giờ thì mình cảm giác là màu của nó đẹp rồi thì mình thôi. Thì nếu mà khi màu đấy lúc nó sôi lên thì mọi người mới kiểm tra được, nếu mà sôi lên đấy mà màu mình thấy nó nhạt quá thì mình lại cho thêm nha. Thì Đức ngày trước ấy thì Đức dùng hạt điều màu nhiều, nhưng mà bây giờ nó có cái dạng bột rồi thì mình dùng bột điều màu cho nó tiện, đỡ phải lọc bã. Sau khi mọi người thấy màu đẹp rồi thì mọi người nếm lại gia vị mà thấy vừa ăn rồi thì mọi người đại bếp lại, thì Linh cho Đức khoảng tiếng rưỡi nha. Thì cái món này thì nó dạng là bò nhừ ấy, thì miếng bò mình phải mềm ra thì mới thành công nha. Thì sau khi bò mình mềm gần được rồi đấy thì mình sẽ chuẩn bị tiếp, đó là tỏi tép. Thì mình sẽ trao qua tỏi tép lên và lúc này thì mình mới cho nguyên loại liệu tỏi tép vào. Thì lúc đầu ấy Đức có cho hoa hồi thảo quả, mọi người lại không nhìn thấy trong lồi đúng không, thì Đức cho vào một cái giỏ nó bịt lại, rồi cho cái giỏ này để tí Đức đỡ phải nhặt ra đấy. Nó có cái giỏ như kiểu là giỏ để là nấu phở, thì mình cho vào trong đấy rồi. Thì Đức có cho thêm cả gừng thái lát vào trong đấy luôn, thì có mỗi tỏi thôi. Tỏi thì mình cho vào thì một lúc nó sẽ tan hết cái tỏi ra thì mình không cần phải nhặt cái bã tỏi. Mình nấu thì thường thường mình cho thêm kèm thêm khoai tây với cà rốt. Thì mình làm nhà hàng thì thường mình sẽ phải chiên qua để mình cấp đông đấy. Thì mình chiên chín xong rồi bắt đầu là mình cho sau khi khách ăn thì mình cho vào mình lên kèm thôi. Mọi người đang thấy Đức lấy múc một cái thìa bột cho vào, thì cái bột này thật ra nó là bột mì xào với tỏi nhá. Thì mình xào tỏi băm thơm lên xong rồi bắt đầu mình cho bột mì vào mình xào để mình thành một cái dạng bột, để mình mỗi lần khách ăn thì mình lấy cái bột mì này để làm đông lại. Thì mọi người nếu mà làm mà cảm thấy nó cầu kỳ quá thì mọi người có thể xuống bột năng nha. Còn đâu từ trước giờ mình làm thì mình hay xào bột mì lên để nó tạo thành một cái dạng sốt để làm keo cái món sốt vang này. Thì sau khi cái món sốt vang của mình có một cái độ sệt ưng ý nhất ấy, thì mình thường dùng cái lá mùi lá của hành tây. Thì cái lá lon ở trong lõi của hành tây đấy để mình cho vào cái món sốt vang này. Thì mọi người có thể dùng lá hành tây hoặc là dùng rau mùi cũng được nha, thì nó cũng đều rất là hợp với cái món này. Và nên nhớ là khi ăn cái món này mọi người nên cho một cái thìa tỏi giấm vào nha. Chúc mọi người thành công với món bún bò sốt vang ăn kèm với giấm tỏi nha.